Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với tập 2, cũng là tập kết của bộ truyện Makoto đến rồi, tác giả Sư An. Nhân tập 2 này, cũng là tập cuối, Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe bộ truyện này xuyên suốt 2 tập vừa qua. Và ngay bây giờ, chúng ta bắt đầu. Trên chuyến xe trở về quê, nhìn sang bên cạnh, Trúc đã ngủ khò từ lúc nào. Hà Phương cẩn thận dùng tay khép hờ cái miệng đang mở tan hoang của nó. Nó lấy ra tập giấy tờ hợp đồng mà công ty phát, cẩn thận xem lại một lần nữa. Phần đầu của hợp đồng dài mấy trang giấy đều là tiếng Nhật, nên Hà Phương lướt qua rất nhanh. Đến bản sau đã được dịch thành tiếng Việt, nó mới từ từ đọc lại. Công ty gia công thủy sản Nitto Susan, chế độ trả lương theo tháng, mỗi giờ là 618 yên, tăng ca cộng phụ cấp rõ ràng. Mọi thứ đều rất ổn định. Do là công ty gia công nên xuyên suốt mùa đông không sợ không có việc làm hay không có tăng ca. Người đại diện tuyển chọn: Yamashita Makoto. Hà Phương bất giác mỉm cười khi lướt đến cái tên ấy. Cả gương mặt bỗng trong hiện hữu trong trí nhớ, nụ cười ấm áp dưới tán cây sake sớm mai hôm nay. Một cảm giác gì đó thật gần gũi ấm áp nảy sinh trong tâm trí. Một người xa lạ, nhưng anh ấy lại mang đến cảm giác an toàn của một người anh trai, có thể làm chỗ dựa vững chắc cho đứa em nhỏ chập chững bước vào đời như nó. Thứ mà chị gái ruột của Hà Phương hoàn toàn không có. Cất bản hợp đồng lại vào ba lô, Hà Phương lại cắm tay phone vào điện thoại, ngắm nhìn cánh đồng lúa bát ngát phía xa. Trên cao tốc, từng chiếc xe dung dút vượt qua nhau, dội dã và vô tình. Tình yêu là thế, đôi khi làm mình say mê, đôi khi làm mình ngô nghê, tên một người đến nỗi rơi lệ. Là thế, khi yêu ai chẳng cần biết nữa, khi thương ai thì dù trong mưa, vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa. Từng lời hát cứ gian dịu êm êm bên tai. Hà Phương mắt lim dim nhẩm theo lời bài hát đang hot nhất hiện nay. Tình yêu là thế, những người đã yêu có lẽ sẽ hiểu, nhưng Hà Phương cũng không rõ tình yêu là gì. Nó mơ hồ, không rõ giữa mình và Phong là thứ tình cảm gì, là thật lòng, là tình yêu, hay chỉ là cái rung động buổi đầu đời mà thôi. Chị cảm thấy hai người đã rẽ hai lối đi, hoàn toàn không để đối phương có cơ hội thay đổi. Và bản thân của sau này cũng không xứng với Phong. Cậu ấy ưu tú hoạt bát, hoàn toàn xứng đáng với một cô gái năng động nào đó, chứ không phải một đứa hướng nội trầm tính như mình. Chỉ là sau khi mỗi đứa chọn một hướng đi riêng, nơi lồng ngực của Hà Phương lại không đau như tưởng tượng, cũng không thất thần bỏ ăn bỏ uống đến tiều tụy như Trúc với chị Linh. Có lẽ là vậy, tình yêu không phải là như thế. Bác Tài sau khi thấy hành khách gần như đã ngủ hết thì mới bắt đầu mở những bản nhạc bolero đậm chất trữ tình lên, như muốn ru hành khách vào giấc mộng đẹp. Rồi, xe đến trạm rồi nha bà con. Ai có đi vệ sinh, ăn uống gì thì tranh thủ nghiêng. 15 phút nữa xe chạy. Tiếng bác Tài vang lên một cách chấn động khiến Trúc đang ngủ say cũng giật mình ngồi dậy, tay quẹt quẹt dòng ke đang chảy trên khóe miệng. Con gái là thế, Trúc giao diện thiếu nữ là thiếu nữ thừa nam. Nó luôn như vậy, nhiều lúc thấy cũng tiếc vì ông trời đã ưu ái cho nó một gương mặt xinh xắn, để làm gì không biết nữa. Lau giậm cái đi má. Hà Phương lấy bịch khăn giấy thơm hương hoa lan giá 2.000 đồng đưa cho nhỏ bạn. Vẫn phải chiếu cố nó, vẫn phải chiếu cố nó. Hà Phương niệm niệm trong lòng. Đi vệ sinh không? Trúc mơ màng một lúc mới dần tỉnh mộng, hỏi. Không, mày có đi thì tranh thủ đi đi, tao coi chừng đồ cho. Ừ, vậy tao đi à. Trúc vừa xuống xe, Hà Phương điều chỉnh tư thế ngồi một chút. Cả thân người có chút cứng ngắc vì ngồi quá lâu một tư thế.
Bỗng tiếng rung điện thoại vang lên, Hà Phương nhìn qua dãy số là của mẹ gọi cô. Rất nhanh bắt máy, cô cũng định gọi về báo cho cha mẹ một tiếng rằng cô đậu phỏng vấn rồi, để ông bà mừng. Nhưng vì lúc nãy ở bến xe sợ bị giật điện thoại nên đành thôi. Nhưng lời chưa kịp nói thì bên kia đầu dây truyền đến tiếng khóc tức tưởi của mẹ. Tiếng khóc hòa lẫn từng lời nói ngắt quãng. Phương ơi, cha con đang yếu lắm rồi. Cái gì? Mẹ nói cái gì? Hà Phương sững người như không tin vào tai mình. Nó cố lắp bắp hỏi lại. Cha con đang hấp hối. Tối hôm qua bệnh chuyển biến xấu, mẹ nhờ bác ba chở ra bệnh viện. Bác sĩ mới trả về, đang thở oxy ở nhà. Con đang trên xe về, chừng 3 tiếng nữa là về tới rồi. Mẹ lo công chuyện đây, tranh thủ về sớm nhìn mặt cha con lần cuối. Mẹ Hà Phương khóc ngất lên rồi ngắt máy. Hà Phương sau khi tắt máy cũng ngồi thất thần, nước mắt nó rơi không tự chủ, ngồi khóc lớn giữa một dòng người lạ lẫm. Trúc lên xe thấy bạn khóc thì hỏi han. Trúc vuốt vuốt lưng Hà Phương dỗ nó nín. Nó cũng nói với bác Tài một chút để bác Tài chạy nhanh hơn. Bác Tài tốt bụng nghe vậy thì cũng bật loa thông báo để mọi người nhanh chóng lên xe, để xe có thể rời trạm dừng trở về một cách nhanh nhất. Không sao đâu, sắp về đến nơi rồi. Hà Phương vẫn khóc thút thít. Nó sợ hãi vô cùng, nỗi sợ mất đi người thân là bất lực, là đau đớn dằn vặt. Hai đứa về đến nhà thì đã thấy người ta đứng khá đông trước sân nhà. Tiếng chổi quét lạp xạp, đồ đạc cũng đã được dọn dẹp. Có mấy cô chú của Hà Phương cũng đã có mặt. Nó đi rất nhanh vào trong, chiếc giường nhỏ được kê giữa nhà. Ông Chính mắt nhắm mờ, gương mặt ông tái nhợt, mái tóc rối mù bạc trắng. Trên mũi vẫn còn dắt một ống thở oxy. Tiếng máy oxy kêu lên rè rè, nặng trĩu tâm trí những người có mặt ở đó. Hà Phương buông ba lô, chạy tới bên giường khóc lớn. Cha ơi, con về rồi nè cha. Mẹ Hà Phương ngồi bên cạnh vừa mới nín khóc được một lúc, thì bây giờ lại òa khóc thêm lần nữa. Cha dậy nhìn con đi cha. Con đậu phỏng vấn rồi, cha con mình ăn mừng mà. Hà Phương gào khóc tận tim gan. Ông Chính vẫn im lìm, ngón tay khẽ cử động. Ông gật gật đầu, tỏ vẻ như đã nghe. Như đèn treo trước gió, sức tàn lực kiệt, không cho phép ông gượng dậy với con. Cha đừng có điên như vậy mà. Ai lo cho con học nữa đây cha? Cha nói phải thấy con làm bác sĩ mới yên lòng mà. Chị gái Hà Phương từ bên ngoài gào lên rồi chạy đến. Ai nghe thấy cũng mũi lòng, nhưng riêng Hà Phương lại thấy chối tai vô cùng. Mấy mẹ con ngồi dưới mép giường, hai bên tay ông nắm chặt tay hai đứa con gái. Những đứa con ông yêu thương nhất, hy sinh cả cuộc đời cùng chút sức tàn cuối cùng, nhướng mắt nhìn những người thân yêu một lượt, rồi trút hơi thở cuối cùng. Đôi môi ông dần tím tái, bàn tay cũng nới lỏng, không còn chút sức lực. Cha đừng bỏ con mà. Thôi, đừng khóc nữa, lỡ nước mắt dính vào người mất thì không tốt đâu. Một người hàng xóm tốt bụng nhắc nhở, Hà Phương bị mọi người đưa ra chỗ khác, để mẹ nó thay một bộ đồ khác sạch sẽ lịch sự hơn cho ông, rồi chuẩn bị tẩn liệm. Cái bộ đồ mà ông cất kỹ nhất trong tủ áo, không dám mặc. Chỗ dựa tinh thần duy nhất của Hà Phương đã không còn, nó đã kịp nhìn mặt cha mình lần cuối. Nhớ những ngày bé, được cha đèo sâu xe trên con phố tấp nập, còn đâu những buổi tan trường, ra đến cổng đã thấy bóng lưng gầy gò đợi sẵn ở bên kia đường. Quay lại, đã không còn người để dựa dẫm ỷ lại nữa. Đôi dép tổ ong ngã dèn, dắt đôi chân nhỏ trên phà, cùng ong ngắm mặt nước sông triểu nạn phù sa.
nâng cô lên cao để hái những chùm chôm chôm chín đỏ. Cô chủ nhiệm cùng một số bạn học cùng lớp cũng đến để chia buồn với gia đình Hà Phương. Chia buồn cùng em, cố gắng lên. Cô chủ nhiệm dỗ dỗ vai Hà Phương an ủi. Biết hoàn cảnh của Hà Phương từ năm cuối lớp 12 nên cũng không khuyên cô học đại học, mặc dù học lực của Hà Phương cũng không đến nỗi tệ. Nhìn con bé học trò nhỏ của mình mà lòng đầy thương cảm. Cơ quan cũ gửi lãng hoa và cử một vài người đến đọc điếu văn truy điệu đảng viên. Sau khi mọi người rời đi, Hà Phương mới mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đẩu đặt cạnh quan tài của cha mình. Mùi khói nhang hòa lẫn vào không khí. Tiếng kèn trống đã giảm hẳn so với lúc chiều. Tiếng người bên ngoài cũng đã ngơi đi bớt. Nhìn lên tấm di ảnh của cha mình, Hà Phương có cảm giác như ông đang mỉm cười với mình. Phải, có lẽ như vậy cũng tốt cho ông hơn khi mà sống phải đối mặt với những cơn đau từng ngày héo mòn thân thể. Những cái đau nhức ùa về mỗi đêm, những chén thuốc đen đặc, những cái nhăn mặt khi uống thuốc đắng, rồi những cái chau mày suy nghĩ lo lắng mỗi đợt tới kỳ đóng tiền học phí của chị gái. Tóc ông năm nay cũng không còn như xưa nữa. Những sợi bạc dường như cũng nhiều hơn. Tiếng thở dài theo tần suất ngày một nhiều. Ra đi như vậy là thanh thản rồi, không cần phải lo lắng gì nữa. Gửi lại hồng trần hết thảy tất cả mọi thứ. Đời người cứ như vậy mà kết thúc, không cần lưu luyến, cũng không có gì để hối tiếc. Sau đám tang cha một tuần, Hà Phương lên công ty bắt đầu nhập học tiếng Nhật. Mặc dù cha đã mất, nhưng kế hoạch của Hà Phương vẫn không thay đổi. Nó vẫn quyết định đi Nhật lao động. Cô Mỹ báo đơn hàng của Hà Phương ngày bay là 24 tháng 4 năm sau, tức là 6 tháng nữa. Một khoảng thời gian có thể nói là lâu so với một đứa thiếu thốn như Hà Phương. Chỉ mong bay càng sớm càng tốt, vì nếu lưu lại càng lâu, càng tốn kém tiền ăn uống sinh hoạt. Nó cố gắng chi tiêu tiết kiệm nhất có thể. Mỗi tháng mẹ nó chỉ gửi lên 2 lần, mỗi lần chỉ có 500 ngàn mà thôi. Do cả ngày học tiếng ở công ty, nên buổi sáng ăn sáng tầm 10-15 ngàn rồi vào lớp. Buổi trưa ăn cơm ở ngay trong đấy luôn. Đến chiều sẽ ăn tạm qua loa mì gói hay hủ tiếu gõ gì đó cho qua bữa. 7 giờ, ký túc xá đóng cửa sớm, nên cũng không có thời gian để đi chơi. Hà Phương và Trúc đều sinh hoạt theo nề nếp nhất định, cũng đỡ tốn kém hơn nhiều so với lúc ở quê. Dẫu vậy, hai đứa đều rất tiết kiệm, hầu như sáng và chiều đều là ăn mì gói cho qua bữa, cố chịu để học cho qua 6 tháng này. Giữa cái nóng bức của Sài Gòn, trải áo khoác xuống nền gạch nằm, tranh thủ khoảng thời gian nghỉ trưa ít ỏi, Hà Phương lại nhớ đến cha nó. Nhớ đến lúc ông đau đớn vì những cơn đau thắt vào ban đêm. Nhớ đến khoảnh khắc chị gái nó tức giận ném giỏ đồ của cha nó trước sân nhà chỉ vì ông tiếc chút tiền mà bắt hai cha con đi xe buýt vừa nóng vừa đông người thay vì taxi từ bệnh viện về nhà. Trong lúc lim dim nửa tỉnh nửa mê, nó lại bị ám ảnh bởi tiếng máy phát oxy kêu lên ẹ ẹ. Cái bụng phình to căng cứng cùng gương mặt vàng giọt của cha nó cái ngày người ta chở ông từ bệnh viện về. Hà Phương chỉ nghe bác sĩ nói cơ thể ông đã kháng thuốc, chỉ có thể tiếp oxy, hy vọng kịp chở về nhà. Môi của ông tím tái, rồi trút hơi thở cuối cùng ngay trên tay Hà Phương. Nó sợ, sợ cái cảm giác bất lực khi ấy. Nó phải nhìn người thân yêu nhất rời xa mình, mà bản thân lại không thể làm gì khác ngoài khóc. Giống dĩ nếu có tiền chữa trị, thì ông chính có thể kéo dài thêm được 1-2 năm. Nhưng nhà nó không đủ điều kiện, cha nó không đủ tiền vô hóa chất, nên chỉ uống thuốc cầm chừng, cắn răng chịu đựng, rồi đến lúc chịu không nổi thì ra đi như vậy. Hà Phương cảm thấy bất lực, vì nếu như nó sinh ra sớm hơn một vài tuổi, có thể đi làm kiếm tiền, thì cha nó không phải mất sớm như thế này. Dường như từ ngày cha nó mất, không đêm nào Hà Phương ngủ sâu, thường hay bị giật mình thức giấc lúc nửa đêm.
không gian im ắng xung quanh, ngẫm nghĩ cuộc đời phía trước thật có chung khiến người ta mông lung hoảng sợ. Nhìn lần lượt từng đơn hàng bay đi, lại có thêm người mới dọn đến ký túc xá không lúc nào yên ắng. Cả đám đều nôn nao, mong cho mau mau đến ngày để được sang Nhật hết sức. 6 tháng dài như cả thế kỷ trôi qua, cuối cùng cũng gần đến ngày bay. Cô Mỹ cho cả nhóm người cùng đơn hàng về quê để chuẩn bị hành lý. Nó và Trúc lại bắt xe về quê. Đứa nào cũng vừa mừng vừa lo, mừng vì sắp đặt chân đến đất nước xinh đẹp và phát triển, háo hức trước một hành trình mới của tuổi trẻ. Vừa lo lắng, không biết có quen với khí hậu và môi trường làm việc ở bên đó hay không. Buổi trưa tháng 4, bầu trời trong xanh, những đám mây hững hờ trôi qua, bầu trời của thời thiếu niên vừa hực hở, vừa chói chang. Hà Phương ra sân, gom mớ gia vị phơi khô bỏ vào bịch, chuẩn bị mang sang nhà hàng xóm nhờ hút chân không giùm. Nó mang theo ít gừng, xả và ớt, vân vân, tất cả đều được phơi khô. Vì nghe bên đấy không có những loại gia vị này. Hồi sáng có đi siêu thị Cốt Mát để mua mấy gói gia vị nêm sẵn, còn mua thêm mì gói các loại. Nó và Trúc đều mua sắm rất ít. Đến tối về thu xếp mọi thứ cho vào vali có sẵn logo của công ty đã phát trước đó. Hà Phương gói ghém một ít quần áo mới và cũ cùng số đồ đã mua cho vừa dặn vào vali rồi đóng lại. Mẹ nó ngồi trên ghế đẩu, nhìn lên bàn dông của chồng rồi khẽ thở dài. Phải ổng ráng chịu thêm ít tháng thì thấy mày bay rồi. Hà Phương cũng nhìn bàn dông cha nó rồi cười không rõ tâm tư, đáp lời. Số cha tới đó biết sao được, mà không chừng trong cái rủi có cái may, lỡ con qua bển chưa kịp đi làm mà cha mất lại phải bay về. Mẹ Hà Phương gật đầu. Ừ, bay đi bay về cũng phải tốn mớ tiền à. Qua đó chưa đi làm được liền đâu, còn phải học ở nghiệp đoàn thêm 1 tháng mới về công ty làm. Mà làm thêm 1 tháng nữa mới có lương. Ờ, mà con tính đổi tiền lá mang theo không? 1 lá cũng 2 triệu, 2 triệu mấy. Đem theo 3 lá cũng hết 6-7 triệu rồi. Hà Phương nhìn thấy nét mặt lo lắng cùng khó xử trong ánh mắt của mẹ. Nó nhẹ giọng nói cho bà yên tâm. Thôi, mẹ đổi cho con 1 lá thôi. Qua bển người ta phát cho mình 4 lá để trang trải lúc chưa đi làm. Mẹ Hà Phương tuy ái ngại, xót con gái, nhưng nét mặt giãn ra chút đỉnh. Ờ, vậy cũng đỡ. Mà qua bển có buồn có lạnh, cũng ráng mà làm nghe con. Bỏ ra cũng cả 100 triệu mới qua đó làm được mà. Con biết rồi. Ráng làm gửi tiền về, lo cho chị con học 2 năm cuối, hoàn thành tâm nguyện của cha bay, được thấy chị mày thành bác sĩ. Hà Phương không đáp, mi mắt rũ xuống, lại tiếp tục sửa soạn hành lý. Khuya hôm đó, lại cùng Trúc bắt xe lên thành phố. Sau đó cả đám rủ nhau đi mua thêm nhu yếu phẩm ở một khu chợ khá đặc biệt. Chợ Nghe, tọa lạc tại tòa độ 328 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận Nhất, cách chợ Bến Thành khoảng 1 cây số. Nơi đây bày bán rất nhiều sản phẩm đa dạng như quần áo thời trang, đồ thủ công mỹ nghệ đậm chất Nghe. Địa phương nơi Hà Phương sắp đến là Wat Canai. Đây là thủ phủ phó tỉnh Soja và là thành phố cực bắc Nhật Bản, là chóp cao nhất của đất nước Hoa Anh Đào, gần giống như cột cờ lũng cú của nước ta vậy. Mũi Soja nằm điểm cao nhất và từ đó có thể trông thấy đảo Sakhalin của Nga, cách đó khoảng 14 đến 15 hải lý. Thời tiết vì vậy cũng khá tương đồng với nhau, gần như là lạnh quanh năm. Chợ Nga này do một du học sinh học tại Liên Xô cũ thành lập vì tình yêu với xứ sở Bạch Dương. Được gọi là chợ Nga vì đây là đầu mối giao thương hàng hóa sản xuất tại Việt Nam xuất khẩu sang Nga và các mặt hàng đặc sản của Nga nhập khẩu vào Việt Nam để buôn bán. Nhìn vẻ bề ngoài của khu chợ, có thể hình dung ra một trung tâm thương mại với hàng hóa được sắp xếp ngăn nắp sang trọng theo kiểu phương Tây. Nhưng không, chợ Nga được thiết kế vừa phải. Các kiosk và hàng hóa đa dạng như chợ An Đông hay Sài Gòn Square.
Hà Phương vì kinh tế eo hẹp, nó chỉ mua được một chiếc áo phao dừa, không mỏng cũng không quá dày, nhắm chừng có thể đủ chống chọi với mùa đông khắc nghiệt ở Hokkaido, cùng một cái chụp tai màu hồng khá dễ thương. Các chị người Việt qua trước bên công ty có dặn mua quà cho mấy người Nhật. Nhóm Hà Phương không biết mua gì, cuối cùng đành chọn mấy hộp cà phê G7 mang sang làm quà, vì nghe nói người Nhật thích cà phê Việt Nam, hương vị nó đậm đà. Đến ngày bay, cũng chỉ có mẹ Hà Phương cùng nó lên sân bay. Mẹ con luyến tiếc nhìn nhau, rồi cô đẩy xe hành lý vào trong, hòa với dòng người tấp nập ở đây. Cô gái 18 tuổi, bắt đầu hành trình mới, cuộc đời mới, như một cuốn sách được bước vào trang đầu tiên. Hành trình của nhóm Hà Phương phải đáp ở sân bay quốc tế Narita. Sẽ có người của nghiệp đoàn đón, rồi dẫn đoàn người sang sân bay Haneda, cách đó chừng 50 phút đi xe bus. Sau đó từ Haneda mới có chuyến bay đến Wakanai. Do vướng bận hành lý ở sân bay, nên nhóm của Hà Phương ra trễ mất nửa tiếng, lỡ chuyến bay duy nhất trong ngày đến Wakanai. Nên bên nghiệp đoàn đành sắp xếp cho nhóm người Hà Phương ngủ lại khách sạn ở phố người Hoa Yokohama một đêm. Đến hôm sau mới tiếp tục bay lên Wakanai. Ở sân bay nhỏ ấy, các công ty đều sẽ cử người đến đón thực tập sinh của mình về chỗ ở. Thời tiết tháng 4, cuối đông đầu xuân, nhiệt độ đã tăng lên một chút so với mấy tháng mùa đông. Nhưng đối với nhóm người mới như Hà Phương vẫn lạnh đến run người. Vừa xuống sân bay phải khoác ngay áo phao vào. Wakanai chào đón nhóm Hà Phương bằng một ngày bão nhẹ. Mưa rơi lất phất, từng đợt gió thổi qua như cắt da thịt. Hà Phương cùng hai người chị khác được đón về một khu nhà tập thể 2 tầng, 3 căn ở dưới, 3 căn ở tầng trên. 3 trên 6 hộ là người Việt, đều là thực tập sinh trong công ty. Khu tập thể nằm ở ven biển. Hôm nay trời bão, gió từ biển thổi vào càng lạnh thêm. Hà Phương cứ nghĩ người đón sẽ là Makoto, nhưng không, là ông bác đã hơn 60. Về đến căn hộ đã là 11 giờ trưa, nhưng trời chẳng có chút xíu nắng nào. Chào đón nhóm 3 người mới chính là một chị thực tập sinh cũ, cũng là nhóm người Việt đầu tiên đến với công ty. Chị tên Khuê, cũng là người con Vĩnh Long. Chị lớn hơn Hà Phương có 1 tuổi, khá tiếng Nhật, nên bác giám đốc sắp xếp cho chị Khuê hướng dẫn cho nhóm người mới của Hà Phương, còn rất chu đáo chuẩn bị sẵn mấy phần ăn trưa khá đẹp mắt để nhóm người mới ăn. Bác giám đốc dặn dò chị Khuê một chút, rồi về công ty, cách đó cũng không xa, chỉ đối diện căn hộ, bước qua đường là đến. Phía trên là văn phòng công ty, phía dưới là xưởng làm việc. Chị Khuê cười sởi lởi giới thiệu. Xưởng làm việc ở bên đường, mấy chị ăn trưa nghỉ ngơi một chút, 2 giờ qua công ty, tổ trưởng dẫn đi tham quan một vòng xưởng. Chị là senpai đầu hay hai vậy? Chị là senpai đầu, qua cũng được 2 năm rồi. Công việc dễ không chị? Dễ ợt à. Làm khâu nào đều có mấy chị senpai chị hết hà. Trong công ty, chị là nhỏ nhất, giờ có em nhỏ hơn rồi. Hà Phương cũng nhẹ lòng, chị Khuê chu đáo nói thêm. Chắc ngày mai á, mọi người đi học luôn á. Ở cái khu trường tiểu học bên kia sườn núi. Một tháng á, thấy vậy chứ mau lắm. Cuối tuần mình hẹn nhau đi chơi. Ở đây có biển có núi, cũng nhiều chỗ đi lắm. Học dễ không chị? Sensei người Việt hay Nhật vậy? Người Việt, dễ ẹt à. Ôm lại mấy cái học ở trung tâm cho có lệ thôi. Chủ yếu là đi làm, chứ có nói chuyện với ai đâu mà sợ. Ba người đều gần như ăn không hết hộp cơm. Phần gì đã ăn trên máy bay, phần gì thức ăn có hơi không hợp khẩu vị. Hà Phương lại hỏi chị Khuê về anh Makoto. Makoto hả? Hôm nay ổng có đi làm, đáng lý là ổng đi đón nhóm em chứ không phải là bác giám đốc đâu. Mà bị bên kia xưởng sò điệp về hàng nhiều quá, ổng qua đó phụ rồi nên không có đi đón được. Hà Phương cùng hai chị kia cũng vui vui. Lúc ở ký túc xá,
nhiều lúc cũng có hay bàn tán về anh người Nhật đẹp trai trắng trẻo kia, có rủ nhau mua ít quà từ Việt Nam sang cho Makoto nữa. Nhìn ổng trẻ vậy thôi, chứ cũng gần 40 rồi đó. Ồ, vậy nhìn trẻ thiệt á. Chị Khuê cười tươi, nói giỡn. Ừ, ổng là hot boy của công ty đó. Mấy bà senpai năm 2 á, me ổng suốt. Cua ổng á mà ổng có chịu đâu. Ngồi chơi nói chuyện với nhau được mấy câu, thì bác giám đốc gọi điện vào máy bàn. Chị Khuê nghe máy, dạ vâng mấy tiếng, rồi dắt nhóm ba người mới sang xưởng bên kia đường. Vừa bước vào đến cửa xưởng dưới, tiếng máy băng truyền đều đều vang đến. Máy xe nâng chốc chốc lại chạy ra vào. Bước vào đến xưởng, Hà Phương đã bị một mùi tanh của hải sản xộc lên mũi. Nó có hơi sốc và muốn ói, nhưng phải cố kìm nén, kéo khẩu trang cao lên. Một khung cảnh nhộn nhịp hiện ra. Gần 40 công nhân đang tất bật làm việc. Bên đây dây chuyền chừng 10 người đang đứng tách những con cua tuyết ra làm đôi, rồi chà hai phần mình của nó vào máy để làm sạch phần yếm cua, rồi ném phần cua đã chà sạch lên băng chuyền chạy xuống dưới phía cuối xưởng. Phía dưới cuối dãy băng chuyền có một máy cắt. 6 người chia ra đứng hai bên máy để xếp ngay ngắn những phần mình cua đã làm sạch rồi đưa vào máy cắt. Phần mình cua sẽ được chuyển tiếp đi tách lấy thịt. Mấy chân và càng cua sẽ được đổ vào rổ. Bên đây xưởng là ba cái bàn lớn. Phần chân và càng cua được đổ lên bàn để nhóm công nhân khác cắt và phân loại ra. Một vài người Nhật thấy người mới thì nhìn rồi lại tiếp tục làm việc. Riêng người Việt thì chỉ chỏ chỏ rồi truyền tay nhau. Nhóm người Trung Quốc cũng hóng hớt rồi đánh giá một chút. Đến 3 giờ, chủ xưởng dưới hô lớn cho mọi người nghỉ giải lao. Công nhân thay nhau tháo tạp về bao tay ra. Có người đi vệ sinh, có người tranh thủ lên phòng nghỉ ngơi. Nam và nữ đều chia ra hai phòng tách biệt. Vì chủ yếu là công nhân nữ, nên phòng của nữ sẽ lớn hơn. Nhóm Hà Phương đã được quản lý đưa lên phòng nghỉ trước đó. Chờ mọi người lên đầy đủ rồi, sẽ làm thủ tục giới thiệu người mới. Cả mấy công nhân nam cũng đi qua phòng nữ để chào đón nhóm ba người mới. Kỳ thật, thông tin của người mới cũng đã được người của văn phòng dán lên thông báo trước đó rồi, nên họ cũng đã biết trước được. Có người xì xầm khen trẻ, có người chê nhỏ con quá, không biết làm nổi hay không. Lần lượt ba người đều tự giới thiệu bản thân với mọi người, mong sẽ được giúp đỡ này nọ các kiểu cho đúng tác phong của người Nhật. Hà Phương thấy đó là một thói quen nề nếp rất hay của người Nhật. Họ rất xem trọng mối quan hệ giữa senpai và cô hai. Tiền bối sẽ lịch sự và tận tình với hậu bối đến. Ngược lại, hậu bối cũng sẽ tôn trọng tiền bối của mình. Cho dù là chân thành hay giả dối, thì cũng rất khéo léo che đậy, chứ không có kiểu ma cũ bắt nạt ma mới lộ rõ ra mặt như người Việt. Tuy nhiên cũng sẽ có ngoại lệ, chỉ là một số ít mà thôi. Hà Phương nhìn quanh, nhóm người mặc áo và mũ công nhân thực phẩm giống hệt như nhau, hy vọng sẽ gặp Makoto. Nhưng lại một lần nữa thất vọng rồi. Makoto nghỉ giải lao ở bên xưởng sò điệp nên không có mặt ở đây. Hết giờ nghỉ, mọi người lại kéo nhau xuống xưởng tiếp tục làm việc. Nhóm Hà Phương được trở về căn hộ ở gian biển. Trời vẫn lạnh, Hà Phương rùng mình bước đi chậm lại, lười nhác phải bước ra bên ngoài trời. Một chiếc xe 16 chỗ có in logo Nitto từ đường lớn rẽ vào bãi đổ xe của công ty. Một nhóm người mặc áo đen công ty bước xuống. Hà Phương chăm chăm nhìn, nhóm người nói chuyện khá ồn ào. Có tiếng Nhật, tiếng Việt, cả tiếng Trung cũng có. Có lẽ là nhóm sò điệp mới về. Hai ba người dáng nhỏ nhắn ra sau xe, lấy mấy túi ni lông lớn mang đi dứt. Hai người nói tiếng Nhật cao gầy, mang mấy khay sò đẹp đã tách còi vào xưởng trước. Hai người Trung Quốc béo tốt đi phía sau đóng cửa xe. Chiếc xe chậm chậm chạy vào ô đậu ngay hàng thẳng lối. Từ ghế lái, một mái tóc rũ quen thuộc bước xuống, gương mặt lấm tấm nước mưa, vừa đi vừa lau cặp kính gọng sắt mỏng. Makoto trong áo thun xanh quần lao động, đóng cửa xe, vừa quay lại đã thấy nhóm người mới. Lẫn trong đó có cô bé nhỏ nhắn mà 6 tháng trước anh đã gặp. Mỉm cười nhìn cô bé, dường như không có chút gì thay đổi.
Hà Phương cũng đáp lại anh bằng nụ cười ấm áp, lấn át cả gió mưa bão bùng. Makoto đi đến vừa chào nhóm người bằng một câu tiếng Nhật. Lần này, Hà Phương đã nghe rõ hơn, dù gì cũng đã học hết 25 bài tiếng Nhật sơ cấp ở trung tâm rồi. Makoto nhìn Hà Phương, nói: Phương. Chào Makoto. Hà Phương lấy trong ba lô ra một bức tranh nhỏ hình cầu Mỹ Thuận được đến bằng những hạt gạo đầy màu sắc, nói ngắn gọn một từ tiếng Nhật. Wow. Cảm ơn. Makoto có vẻ rất vui trước món quà lưu niệm này. Cố gắng nhé. Lần này, anh nói với cả ba người, cẩn thận cất món quà vào xe hơi riêng của mình ở gần đó, rồi mới đi vào trong xưởng. Hà Phương nhìn theo một chút, rồi đi về căn hộ. Những ngày sau đó, Makoto là người trực tiếp lái xe đưa nhóm người mới Hà Phương đi học. Đến chiều cũng sẽ là người đón về. Thời gian tiếp xúc không nhiều, nhưng thi thoảng anh sẽ ghé vào cửa hàng bánh mua cho mỗi người một cái donut kem bơ rất ngon, như để đáp trả món quà lưu niệm xinh đẹp kia. Makoto khoe rằng mình đã treo bức tranh gạo ấy ở vị trí đẹp nhất trong phòng khách. Anh còn tìm hiểu thêm về con sông Mekong nổi tiếng để có chủ đề nói chuyện mỗi khi trên xe. Một ngày chủ nhật tuần thứ hai, sau khi đặt chân đến đất nước mặt trời mọc, Makoto thay bác giám đốc dành ra một ngày lái xe chở nhóm thực tập sinh mới đi tham quan tất cả các cảnh đẹp nhất ở Wakanai thơ mộng. Cả nhóm chụp một bức ảnh lưu niệm với đài kỷ niệm và tượng Hiosetsu, cột mốc đánh dấu điểm cao nhất của đất nước Nhật, tham quan công viên và viện hải dương học Wakanai. Sau đó xe băng băng lên sườn núi, lên đến tháp bảo tàng. Với độ cao ấy, có thể ngắm toàn cảnh thành phố ven biển. Dọc theo bờ biển là mấy giá phơi rong biển khô, mấy con tàu xa xa mờ ảo giữa chân trời xanh biếc vô định. Mua mấy ly sô-cô-la nóng uống cho ấm người, vừa ngắm hải âu bay trên biển. Makoto lại dẫn nhóm Hà Phương vào một quán ăn nhỏ ở lưng chừng núi, gọi cho mỗi người một tô mì ramen sò điệp. Hà Phương lấy điện thoại ra selfie một bức. Khuôn mặt Makoto nở nụ cười nhẹ, ánh mắt ấm áp vừa dặn lọt vào khung hình. Tách một tiếng, bức ảnh đầu tiên của hai người đã được lưu vào điện thoại. Núi về chiều, gió thổi mỗi lúc một lớn. Hà Phương bước ra khỏi quán ăn nhỏ, khẽ run vai vì lạnh. Đôi bàn tay nhỏ vuốt vào nhau để ma sát, tìm chút hơi ấm. Makoto lấy trên xe xuống một đôi bao tay, đưa đến trước mặt nó. Ánh nhìn nhẹ nhàng như nắng sớm. Hà Phương thoáng thấy một tia cưng chiều dung túng, như một người anh trai đối với em gái nhỏ. Má ửng hồng nhận lấy, cúi đầu cảm ơn. Makoto xoa đầu nó cười xòa, rồi hối thúc mọi người lên xe. Thủ tục ưu ái cho người mới kết thúc trong một ngày chủ nhật ấy. Thêm hai tuần học nhàm chán nữa trôi qua, nhóm Hà Phương đã được đi làm. Công việc cũng không có gì quá khó khăn khi mỗi khâu đều có người Việt chỉ dẫn. Makoto là một tổ trưởng, nhưng cũng là một nhân viên dưới xưởng, nên khi văn phòng không có nhiều việc hoặc cần đi nước ngoài tuyển người mới thì anh vẫn làm việc chung với nhóm công nhân. Công việc chủ yếu của Makoto là lái xe nâng chở hàng hóa. Có khi anh sẽ sang xưởng sò điệp làm nếu được phân công. Một hai ngày trong tuần, Hà Phương cũng được phân công đi sò điệp, nên cô sẽ được đi chung với Makoto cùng một vài người khác. Mỗi lần như vậy, Makoto đều sẽ mua cho Hà Phương một lon sô-cô-la hoặc cà phê sữa ở chiếc máy bán hàng tự động phía trước xưởng sò điệp. Đặc quyền này chỉ Hà Phương mới có. Mấy chị senpai trêu chọc quá trời, nhưng Makoto chỉ mỉm cười, sau đó sẽ móc ví mua thêm vài lon đãi mọi người. Cũng không khó để mọi người trong công ty nhìn thấy Makoto đối xử đặc biệt với cô bé Hà Phương là nhân viên nhỏ tuổi nhất công ty. Hà Phương đương nhiên cũng nhận ra sự đối đãi đặc biệt của Makoto. Cũng không phải mới đây mà đã đặc biệt tốt với nó ngay từ lần đầu gặp nhau ở Việt Nam rồi. Nó không rõ là vì lý do gì, mơ hồ chỉ đơn giản là tình cảm giữa người anh lớn với em gái hay giữa nam nữ. Duy chỉ có ánh mắt dịu dàng mỗi khi nhìn thấy nó là thứ Hà Phương rõ ràng nhất. Làm việc chung,
nó cũng biết được về Makoto thêm một chút. Makoto năm nay 36 tuổi, sống một mình. Ba anh mất cách đây mấy năm. Mẹ Makoto sống với chị gái ở một thành phố khác, cách Wakana 1 tiếng đi xe ô tô. Anh còn một cô em gái nhỏ, nhưng đã mất trong một trận bão tuyết. Điều này thì chính Makoto đã kể cho Hà Phương nghe. Mọi thứ cứ êm ả trôi qua 4 mùa rõ rệt. Hết mùa xuân hoa anh đào chớm nở, rồi đến mùa hạ náo nhiệt. Những chiếc lá đỏ cuối cùng khẽ rơi, những cơn gió hanh khô báo hiệu mùa đông Hokkaido đã đến. Hà Phương nôn nao ngồi bên cửa sổ đón trận tuyết rơi đầu mùa. Cũng là lần đầu tiên trong đời nó được nhìn thấy tuyết. Nó chạy ra ngoài trời, hí hửng lấy điện thoại quay lại đăng Facebook. Tuyết rơi nhẹ nhàng như những hạt bụi kim cương, khẽ thấm vào tóc và vai áo. Cảm giác khí trời lành lạnh, cuộn mình trong chiếc áo phao mang từ Việt Nam sang. Hà Phương mặc 2-3 lớp áo vẫn còn cảm thấy lạnh. Makoto sờ sờ thử độ dày của áo phao rồi lắc đầu cười. Phương, mùa đông Hokkaido mà mặc áo mỏng như vậy chịu không nổi đâu. Makoto chỉ vào điện thoại đang hiển thị nhiệt độ ngoài trời là -6 độ. Bây giờ Makoto đã có thể gọi tên của nó một cách thuần thục và dễ nghe hơn. Hà Phương nghe và hiểu, thời gian mấy tháng qua, nó đăng ký học thêm online của một sensei người Việt. Rất tận tâm, Hà Phương và Trúc cũng rất chăm chỉ học mỗi tối, mặc dù mệt mỏi sau giờ làm. Với mức lương mỗi tháng, Hà Phương đương nhiên có thể mua cho mình một chiếc áo phao mới dày dặn hơn, nhưng nó tiết kiệm. Với lại tiếc chiếc áo mua còn mới nên chịu đựng. Đều đặn mỗi tháng nó chỉ chừa lại đủ tiền ăn và mua một số nhu yếu phẩm, còn lại bao nhiêu nó gửi về nhà hết. Máy tôn nóng nực ở nhà cũng đã được thay bằng một máy tôn lạnh có la phong mới. Mẹ nó mừng rỡ chụp ảnh gửi qua. Hà Phương cũng cảm thấy vui vẻ ở nơi xứ người. Nó vất vả chịu cực một chút, nhưng đổi lại là nụ cười và gánh nặng sớm vài năm trên lưng mẹ nó, cảm thấy cũng đáng. Trúc ở ngoài đảo vẫn hay gọi điện nói chuyện khuyên nó nên gửi tiền về ít thôi, giữ một ít cho bản thân. Nhưng Hà Phương chỉ ậm ừ cho qua. Nó không nghĩ nhiều được như Trúc. Trúc không có gánh nặng kinh tế gia đình, nó có thể thoải mái tiêu xài cho bản thân. Nhưng Hà Phương thì không được may mắn như vậy. Makoto cũng có hỏi thăm về bệnh tình của cha Hà Phương, vì anh nhớ rất rõ câu trả lời lúc phỏng vấn. Đến khi được biết ông đã mất thì không nói gì, chỉ khẽ thở dài đồng cảm với ánh mắt không rõ ý tứ. Hôm sau là ngày lễ, cả công ty đều được nghỉ. Makoto lái xe đến trước căn hộ của Hà Phương rất sớm. Anh gọi cho nó qua ứng dụng Line. Cả hai đã kết bạn với nhau trước đó. Makoto rủ nó đi chơi rồi lại chở nó đến một trung tâm mua sắm lớn của thị trấn. Kéo nó đến trước một dãy các áo khoác và áo phao dày. Hà Phương ngạc nhiên nhìn anh. Makoto chỉ tay biểu nó chọn và nói: "Lựa cái em thích nhất đi, anh mua cho em một cái." Hà Phương lắc đầu từ chối. "À, đừng ngại, anh tặng Hà Phương mà." Thấy nó vẫn ái ngại, Makoto lấy vài cái ốm thử lên người nó, rồi gật gật đầu ra chiều vừa ý. Cuối cùng cả hai cũng vừa ý một chiếc áo phao màu xanh lá đậm. Độ dày vừa đủ ấm người. Hà Phương nhìn giá, vừa suýt xoa có chút ngại ngùng. Chiếc áo giá không hề rẻ. Makoto không ngần ngại quẹt thẻ tính tiền, rồi đợi nhân viên gói lại. Trên đường về, Makoto ghé vào một tiệm cà phê nhỏ, bản hiệu gỗ mang phong cách Âu cổ điển. Hà Phương mới biết đó là quán do một người bạn học của Makoto mở ra. Vừa đặt chân vào quán nhỏ, đã nghe thoang thoảng mùi của hoa sơn trà, một loại hoa chỉ nở vào mùa đông. Khi cả hai ngồi vào bàn ở một góc nhỏ gần cửa sổ, người phục vụ như đã hẹn trước mang một bó hoa sơn trà có 3 bông trắng, 3 bông đỏ hồng đến. Makoto nhận bằng một nụ cười và một lời cảm ơn. Anh đưa bó hoa về phía Hà Phương, bàn tay khẽ đơ một chút vì cái lạnh. Bỗng chốc không khí dịu hẳn đi vì nụ cười như tỏa ra hơi ấm kia. Hoa sơn trà màu trắng thể hiện ước mơ khao khát, màu đỏ hồng đại diện cho tình yêu. Hà Phương xứng với bó hoa này.
tặng em. Giây phút ấy, nhịp tim nhỏ bé của Hà Phương như nhảy loạn xạ, cũng không thể nào từ chối. Hà Phương đưa tay đón lấy bó hoa. Em cảm ơn Makoto. Anh thích hoa và cũng thích em. Makoto lại nói, Hà Phương cười mỏng mỉm, nét mặt ửng hồng. Trong quán nhỏ bỗng chốc sáng rực, thanh âm vang lên một khúc đàn cello đồng thoại du dương sâu lắng, như thể hòa cùng lời tỏ tình mà nhẹ nhàng tinh tế ấy. Buổi hẹn hò đầu tiên kết thúc với cái nắm tay ngại ngùng bản lẻn. Thời gian sau đó, cả công ty cũng dần nhận ra sự thân thiết lạ thường của hai người. Makoto cũng không giấu giếm, anh thừa nhận với đồng nghiệp rằng cả hai đang quen nhau. Mấy chị senpai thì tấm tắc khen Hà Phương cao tay, mới sang mà đã hút ngay được anh người yêu vừa đẹp trai vừa tinh tế như vậy. Tháng 12 năm đó, Hà Phương đăng ký thi chứng chỉ N3 tiếng Nhật ở trung tâm thành phố Sapporo. Cũng chính Makoto chở nó đi thi như một cách khích lệ tinh thần của người yêu nhỏ. Giờ đây, Hà Phương có thể giao tiếp khá thuần thục với người Nhật. Sau hai ngày thi căng thẳng, cả hai dành một ngày dạo chơi một vài địa điểm nổi tiếng của thành phố rồi mới về. Qua tháng 1, nhóm senpai đầu tiên kết thúc hợp đồng nên về nước. Nhóm thực tập sinh Trung Quốc cũng đã về hết, lại chưa đến đợt tuyển thực tập sinh mới. Công việc nhiều mà công nhân thì ít nên mọi người tăng ca khá nhiều. Dạo ấy, nhóm công nhân nữ người Nhật làm nhiều nên mệt mỏi, tính tình họ cũng cấu gắt hơn. Họ bắt đầu soi mói và kiếm chuyện với nhóm người Việt, nhưng thường sẽ không ra mặt mà chỉ thọc mặt lại với xưởng trưởng hoặc quản lý. Kỳ thật, nhóm người đó cũng chỉ vài ba người, tính tình xấu, lại là công nhân lâu năm nên hay bắt bẻ từng chút trong công việc. Thấy nhóm senpai thứ nhất về nước rồi, nhóm senpai thứ hai lại không dễ làm khó. Họ lăm le trút lên nhóm thứ ba của Hà Phương. Đều là những người trẻ tuổi, ít gia chạm, nên mọi chuyện đều nhẫn nhịn họ. Âu cũng chỉ vì muốn yên ổn làm việc mà thôi. Nhưng nhóm vài người xấu ấy lại được đà lớn tới, từ những việc nhỏ nhặt cũng bắt bẻ, nhưng không nhắc nhở trực tiếp mà lại đi nói với cấp trên. Chẳng hạn như một việc cực kỳ nhỏ nhặt như đi vệ sinh trong lúc làm. Họ đi thì không sao, nhưng đến lượt nhóm của Hà Phương đi thì lại bị nhắc nhở. Dùng chung một phòng sinh hoạt, họ nói chuyện thì được, còn nhóm Hà Phương nói chuyện thì họ lại cho là ồn ào. Hà Phương cũng như hai chị người mới đều nhẫn nhịn. Makoto cũng dặn cô nên nhường nhịn họ một chút. Một thời gian sau, họ chán chê rồi sẽ từ bỏ. Hoặc đến khi có nhóm người mới đến, họ sẽ dời sự chú ý mà thôi. Hà Phương không muốn Makoto vì mình mà bất hòa với đồng nghiệp, nên nó rất ngoan ngoãn nghe lời. Chuyện chẳng có gì cho đến khi sự cố xảy ra. Trong lúc đứng làm việc, một hàng dài chừng 12 người đứng trên một dãy máy ép. Trước mặt là những rổ chân cua đã được cắt. Công nhân chỉ cần xếp chân cua cho ngay ngắn rồi đưa vào máy ép lấy thịt cua ra. Tựa như máy ép nước mía của Việt Nam vậy. Vốn dĩ mỗi người một khoảng đứng vừa dặn, nhưng Hà Phương lại bị một bà đồng nghiệp to con tên Ayumi lấn sang bên nó. Hà Phương khó khăn đứng sang một bên. Bỗng nhiên, bà Ayumi như hả hê vì chèn ép nó. Được đà lớn tới, Hà Phương trật chân xuống bục sắt. Trong lúc ấy, tay đang đưa chân cua vào máy, theo phản xạ chúi về phía trước. Cả bao tay và một lóng ngón tay trỏ theo chân cua bị máy ép hút vào. Hà Phương đau đớn hét lên một tiếng, vang vọng cả khu xưởng. Chị đồng nghiệp đứng gần đó nhìn thấy, vội tắt công tắc, máy ép dừng lại. Mọi người nháo nhào lên hóng chuyện. Ông xưởng trưởng nhăn mặt đi lại, cẩn thận từng chút gỡ tay Hà Phương ra khỏi máy ép. Một khúc đầu ngón tay trỏ bị dập nát. Hà Phương đau đớn run người,
Bà Ayumi tái xanh mặt mày. Xưởng trưởng Yamakoto lập tức chở Hà Phương đi bệnh viện xử lý vết thương. Sau sự việc đó, Hà Phương phải nghỉ làm cả một tháng trời. Nó rầu rĩ hết sức. Nhưng thật may vì có bảo hiểm lao động chi trả và công ty cũng quyết định trả lương tháng đó cho nó, Hà Phương mới có tiền gửi về nhà. Hà Phương làm ở công ty cũng được 2 năm. Cũng là ngần ấy thời gian quen biết và yêu Makoto. Mặc dù tuổi tác có chênh lệch, nhưng Hà Phương rất biết ơn cách Makoto bảo vệ nó. Mặt khác, nó cũng rất thích anh. Hà Phương mới 20, vẫn còn quá nhỏ để nói chuyện hôn nhân. Makoto cũng hiểu điều đó. Anh không hối thúc, cũng như là một cách tôn trọng nó. Hà Phương đều đặn mỗi tháng đều gửi tiền về cho mẹ. Mẹ Hà Phương mấy năm nay bệnh nhiều, nó không thể về chăm sóc nên cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng. Mẹ là người thân duy nhất của Hà Phương nên nó lo cho bà lắm. Nó sợ hãi khi nhớ lại cái cảm giác bất lực nhìn cha nó chết trong đau đớn 2 năm về trước. Nó sợ nhất là những cuộc gọi lúc nửa đêm, sợ phải nghe một hung tin gì đó từ quê nhà. Dường như đó cũng là nỗi lo chung của những người con xa xứ. Biên lương thực tập sinh nước ngoài ít hơn lương của người Nhật, Hà Phương lại còn phải gửi về nhà, sợ nó chi tiêu không đủ nên Makoto đều cho tiền tiêu vặt mỗi tháng. Hà Phương dư ra nên gửi về cho mẹ nhiều hơn một chút, hy vọng mẹ có thể thuốc thang đầy đủ. Thường thì sợ cái gì đến cái đó, mong cái gì thì mất cái đó. Hà Phương nhận hung tin mẹ nó mất vì xuất huyết não khi đang dọn hàng bán lúc tờ mờ sáng. Đến khi trời sáng hẳn, bạn hàng bán quanh đó mới phát hiện đưa đi bệnh viện thì đã không còn cứu kịp nữa rồi. Hà Phương khóc tức tưởi rồi báo với công ty và nghiệp đoàn sắp xếp đặt vé máy bay cho nó về ngay ngày hôm sau. Makoto mặc dù rất muốn đi theo, nhưng công ty đang vào mùa cua, công việc rất nhiều nên anh không thể ở bên cạnh nó lúc này. Đương nhiên, Hà Phương không trách anh. Nó xin công ty kết thúc hợp đồng về nước sớm hơn thời hạn 6 tháng. Về đến sân bay, nó hối hả bắt xe đò về quê. Dẫn bến phà ấy, dẫn những cảnh vật cũ ấy, nhưng giờ đây nó đã là đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ngày đi, nó còn có mẹ đưa đi, nhưng bà lại không thể đón nó về. Hà Phương bật khóc, gục đầu trên thành lan can phà, cảm nhận vị mặn của giọt nước mắt. Căn nhà và cái sân rộng phía trước đã thay đổi hơn một chút. Cổng rào mới được xây lên cao hơn, sáng sủa hơn. Hà Phương có hơi lạ lẫm, nhưng sao yên ắng như vậy? Đáng lý ra phải có tiếng người, tiếng kèn trống mới đúng chứ. Đằng này, bên trong nhà tĩnh lặng vô cùng. Nó kéo vali xăm xăm vào nhà, hy vọng gặp mẹ nó lần cuối. Mà trong điện thoại cậu nó có nói sẽ đợi nó về nhìn mặt mẹ lần cuối, rồi mới tẩn liệm cơ mà. Mày là ai mà đi xăm xăm vô nhà tao đây? Một gương mặt lạ hoắc từ bên trong đi ra, Hà Phương cũng chưng hửng. Bà là ai? Nhà này là nhà của con mà. Mẹ con đâu? Mẹ mày là ai? Bà Phượng. À, mẹ mày bán nhà này cho tao hồi năm ngoái rồi. Mày chắc con gái nhỏ bà hả? Mẹ mày mất hôm qua, đang làm đám ở nhà bà ngoại mày đó. Về lẹ đi con. Hà Phương vẫn còn mờ mịt chuyện bán nhà. Mẹ nó bán nhà sao lại không nói cho nó biết? Nhưng giờ phút này, nó không thể suy nghĩ nhiều. Nó lật đật bắt xe ôm đi qua nhà bà ngoại. Từ xa đã thấy dựng rạp lên cao,
người ra vào cũng không nhiều, nhưng có thể thấy những gương mặt mệt mỏi vì chờ đợi. Hà Phương tim thắt lại, tay chân run run. Nó vất vát chút hy vọng chỉ là ảo giác. Mẹ nó vẫn còn trên thế gian và đang chờ nó về. Nhưng không, từ cửa vào, nó đã thấy cái mồng trắng được giăng bên trái nhà. Trong mồng là mẹ nó đang nằm bất động với mảnh khăn trắng đắp hờ trên mặt. Chị gái nó ngồi phía dưới chân giường, cậu út nó ngồi thụt bên hông nhà, vừa thấy nó đã gọi. Nó về rồi kìa. Mợ út nó cũng rớt nước mắt, nói: Vô nhìn mẹ mày lần cuối đi con. Sống mũi nó cay xè, hốc mắt từ lúc nào đã ướt đẫm. Nó quỳ dưới đất, nhìn tấm khăn trắng được dở lên. Mặt mẹ nó tái nhợt, đôi môi tím tái. Mấy nếp nhăn hàng trên trán nay đã được giãn ra, cũng giống như cha nó khi đã yên vị trong bốn tấm gỗ quan tài. Mẹ nó thanh thản gửi lại hồng trần hết thảy những lo toan mệt mỏi của một đời người. Sau đó, Hà Phương dùng nốt số tiền còn lại trả chi phí đám tang cho cậu Út. Trong túi nó giờ chỉ còn dõn dẹn vài triệu đồng. Nó hỏi ra mới biết sự thật động trời. Năm ngoái, mẹ mày bán căn nhà với luôn miếng vườn phía sau, được 1 tỷ mấy. Nghe nói là đưa hết cho con chị mày mua nhà, rồi mở phòng khám ở bên Cần Thơ. Mợ Út cũng nói với giọng bất mãn, nhưng cũng đầy bất lực. Chị Tư lúc đó mặt bà vui lắm. Chị nói nó hứa mua nhà xong á, rước bà qua bển ở với nó. Cả năm mấy trời nay á, có thấy nó nói năng gì đâu. Má mày rầu cứ trông ra trông vào. May mà có tiền bay gửi về mới thuê được nhà trọ ở đó. Mới tháng rồi mới dở lẽ ra. Con nhỏ chị mày á, nó lấy tiền đó mua chứng chỉ hành nghề y khoa. Bị người ta bắt, chạy chữa tốn hết một mớ mới khỏi đi tù đó. Rồi nó yêu đương với con nhỏ nào ở miệt ngã bãi á, bị con nhỏ đó lột sạch hết trơn hết trọi. Má mày nghe tin thì chết giấc, rồi nhập viện. Tao phải vô đó lo cho bả mấy ngày trời. Bả sợ nên đâu có dám điện qua nói cho mày hay. Thiệt tình á, nó báo quá trời báo. Mà má mày tin tưởng nên giao hết tiền cho nó. Giờ nhà cửa mất, mà người á thì cũng... cũng không còn. Hà Phương nghe đến đây thì giận đỏ mặt. Nó không nói không rằng qua Cần Thơ tìm chị gái nói chuyện. Theo địa chỉ cậu Út đưa, đến nơi nó thấy một dãy mấy căn nhà trọ khá cao cấp. Nhìn thôi cũng đủ biết giá thuê một tháng ở đây không hề rẻ. Nó nhìn qua số nhà rồi bấm chuông. Một cô gái trẻ ăn mặc khá thoải mái, tóc dài ngang eo xõa lả lơi ra mở cửa. Em tìm ai? Tôi tìm Hà Thi. Em là gì của bác sĩ Thi vậy? Hà Phương suy nghĩ một chút rồi đáp gọn lõn. Em gái. Nét mặt cô gái kia lập tức giãn ra, vui vẻ mở cổng cho nó vào. Em là Hà Phương phải không? Sao chị biết? Cô ấy chỉ cười chứ không trả lời. Chị gái đang thảnh thơi chơi audition trên dàn máy PC gaming khá đắt tiền kia. Vừa thấy Hà Phương đã bật đứng dậy, dội vàng nói với cô gái kia. Em đi mua giúp chị mấy chai Sting với. Vậy em ra ngoài mua, hai chị em nói chuyện thoải mái đi nha. Sau khi cô gái đi rồi, Hà Thi mới kéo tay Hà Phương ra ngoài nói. Mày qua đây làm gì? Có gì gọi điện tao là được rồi. Hà Phương cũng bực dọc, không nể nang gì. Tiền mẹ bán đất đai đưa cho bà đâu? Tao xài hết rồi. Cha mẹ cực khổ cả một đời, dành dụm được nhiêu đó mà bà nỡ xài hoang phí như vậy. Cả tiền đám ma bà cũng không trả cho cậu mợ Út nữa. Mày làm tiền nhiều như vậy thì chi trả đi, coi như trả hiếu. Mau đưa lại cho tôi phân nữa, bà không có quyền lấy hết như vậy đâu. Còn cái đách gì nữa đâu mà đòi, về đi. Hà Thi đẩy người Hà Phương ra khỏi nhà rồi lạnh lùng đóng cửa, tựa như người dân nước lã còn không bằng. Hà Phương lần đầu chân chính cảm nhận được thế thái nhân tình. Nó ức nghẹn ở cuống họng, muốn khóc cũng không khóc được, muốn gào thét lên cũng không nổi. Bảo vệ khu nhà thấy Hà Thi đuổi khách thì nghĩ là người xấu nên đuổi nó ra khỏi đó. Nó mệt mỏi đi về, nó ở nhờ nhà cậu Út vài bữa rồi lên lại thành phố.
Nó đến công ty cũ làm hồ sơ xin quay lại Nhật, nhưng không được do nó về trước thời hạn. Nó lại thất thểu trở về quê, trong người chỉ còn vài trăm ngàn. Nó tủi thân ngồi ở bến sông Tiền, nhìn mặt nước lăn tăn ánh bạc, đám lục bình trôi nổi nhấp nhô như chính cuộc đời của nó vậy. Khi mà con người ở khoảnh khắc cô đơn nhất, hoàng hôn có đẹp đến mấy cũng chỉ là một buổi chiều tà. Nó nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ Makoto. Như sóng dở bờ, nó gọi điện cho anh rồi bật khóc nức nở. Makoto không nói không rằng lập tức thu xếp công việc bay về Việt Nam với nó. Anh ở bên cạnh Hà Phương suốt quãng thời gian khó khăn này. Đầu tiên thuê cho nó một căn nhà ổn định ở quê. Sau đó anh tìm cho nó một trung tâm du học của bạn anh ở thành phố làm hồ sơ giấy tờ cho Hà Phương đi du học ngành điều dưỡng. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Makoto mới yên tâm trở về nước vì anh vẫn còn phải tiếp tục công việc của mình, không thể nghỉ quá lâu. Đều đặn mỗi tháng, anh sẽ gửi tiền về cho Hà Phương học và trang trải. Vì đã có chứng chỉ tiếng Nhật, nên rất nhanh, chỉ 6 tháng sau, Hà Phương mang theo ảnh của cha mẹ cùng mình quay lại đất nước Nhật Bản, nơi đó có anh đợi nó sẵn. Nhật Bản và Makoto ở đó, chào đón nó bằng cơn tuyết rơi đầu mùa. Makoto lái xe chở Hà Phương đến một ngôi chùa ở ngoại ô thành phố. Trong khuôn viên chùa những ngày cuối năm yên ắng tĩnh lặng, xa xa có gốc cây nâu sẫm màu với cành cây đầy ắp những bông hoa mơ xinh xắn. Khắp nơi xung quanh tuyết rơi dày đặc, bám trụ lên cánh hoa, tạo ra khung cảnh lãng mạn khó quên. Cả hai đón năm mới ở Sapporo hoa lệ, giữa công viên Odori ngập tràn ánh sáng và náo nhiệt. Makoto mừng tuổi sớm cho Hà Phương bằng một đồng xu năm yên may mắn. Hy vọng cuộc đời nhỏ bé của Hà Phương không còn phải chịu điều bất hạnh nào nữa. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.